Hai chiếc đồng hồ trong video ngày hôm nay là hai chiếc đồng hồ cùng cái form dáng thiết kế, và nó là một trong những cái thiết kế rất là độc bản tại thị trường Việt Nam và cũng như là những cái dòng vintage xưa. Và hai chiếc đồng hồ này là hai chiếc đồng hồ thương hiệu gì, cùng em khám phá anh em nhé. Xin chào mừng tất cả các anh em đã đến với kênh đồng hồ cổ của Dung Hoàng. Và chiếc đồng hồ số 1 trên tay em đó chính là một phiên bản đồng hồ Universal, và một bản đồng hồ thứ hai đến từ thương hiệu Rotary. Và hai thương hiệu là hai thương hiệu rất là mạnh tại thị trường Thụy Sĩ anh em nhé. Đây là cái phiên bản Universal này, đây là một chiếc đồng hồ chạy với bộ máy tự động anh em nhé. Bản này là bản chạy với bộ máy cơ có lên dây, anh em cùng chiêm ngưỡng này. Hai thiết kế, một thiết kế 2 kim và một thiết kế 3 kim. Độ mỏng thì gần như nhau, nhưng mà chiếc đồng hồ Universal này thì chạy với bộ máy tự động khuy áo, chiếc đồng hồ Rotary này thì chạy với bộ máy cơ con lên dây. Hai thiết kế phải nói là cực kỳ là độc đáo tại trường Việt Nam mình. Và anh em nào đang muốn tìm cho mình những bản đồng hồ độc đáo và những cái thiết kế phá cách thì hãy đừng bỏ lỡ hai sản phẩm này. Thì cá nhân em đánh giá nó là hai cái bản đồng hồ rất là đáng được sưu tầm tại thị trường Việt Nam bây giờ đó. Nói sâu qua về hai cái bản đồng hồ này, đây là cái bản đồng hồ Universal này, đó, đáy được làm từ thép, dây là dây ra ngoại rất là đẹp, đấy, tổng thể zin nguyên bản 100%, và bản đồng hồ Rotary này thì cũng zin 100%, đây là cái bản đồng hồ kỷ niệm anh em ạ, rất là đẹp, một bộ dây da đà điểu làm cái vân giống như vân cá sấu bách tạng rất là đẹp. Và anh em nghĩ sao về hai bản đồng hồ mà có dáng thiết kế gần như nhau và cùng đều Thụy Sĩ, hai thương hiệu rất là mạnh tại thị trường Thụy Sĩ anh em nhé. Và bản đồng hồ Universal này em đang giao lưu là 16.500, bản Rotary này chỉ 4.500 thôi anh em ạ, và rất là đẹp và tinh tế anh em nhé. Anh em nào mà yêu thích những cái nét độc đáo thì hãy sưu tầm hai chiếc đồng hồ độc đáo này anh em nhé. Và em xin chân thành cảm ơn tất cả các anh em nhé.